đâu còn cách nào. Rốt cuộc họ tính xem cái gì ạ? Còn hỏi cái gì nữa, là mấy chương trình tivi bị cấm xem chứ gì. Chương trình tivi bị cấm xem sao? Thì cũng có chương trình đêm Nia KB. Hết rồi đó. Hoặc chương trình độc quyền khám phá nền công nghiệp giải trí lớp đẳng cấp. Hoặc cũng có thể là một vài chương trình truyền hình không phù hợp để cho những học sinh tiểu học xem. Mấy cậu nhóc tính xem mấy dạng đó đồ. Quá đã. Vậy là tối nay có nhiều chuyện thú vị lắm đây. Yahoo. Mình nghĩ là ba mẹ của Keta chắc đi ngủ hết rồi. À, còn chờ gì nữa, tới lúc xem mấy chương trình đêm muộn bị cấm rồi. Mình thấy nôn quá đi, sắp được xem chương trình đêm đi AKB. Bắt đầu thôi, bật tivi lên liền. Chào buổi tối. Và chương trình đêm đi AKB xin được phép bắt đầu. Tuyệt quá. Mình không biết là làm những chuyện bị cấm lại thú vị tới mức này luôn. Mà dễ thương quá ha. Mẹ tôi nữa chứ. Thôi bộ các cậu cùng gu quá ha. Và chương trình tiếp theo, góc đồ bơi sành điệu, xin được phép bắt đầu. Coi kìa, là màn biểu diễn đồ bơi của Nia KB mà. Chắc chắn, nguyên dạng mèo nữ luôn. Cơ bắp cuồn cuộn đây, cơ bắp cuồn cuộn nè. Gì vậy? Vụ này là sao? Tự nhiên cậu chuyển kênh chi vậy? Mình đâu có chuyển đâu. Đưa đây. Gì?